Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Thì hôm nay mình lại về một chiếc Toyota Innova G-Sin sản xuất 2007, tư nhân, không taxi dịch vụ anh em nhé. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G-Sin anh em nhé. Hai cụm đèn pha nhìn rất sáng bóng. Đấy, chiếc xe này màu bạc anh em nhé. Mang biển số 15A19464. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 4 anh em nhé, năm 2019. Chiếc này mình vừa mới về cửa hàng nên mình muốn quay luôn cho anh em được xem. Vâng, sơn si của nó thì rất sáng bóng, sạch sẽ. Đấy, anh em xem cảm nhận. Màu bạc anh em nhé. Gầm bệ chắc lịch, côn số ngọn ngào. Đấy, đây là bản G xịn anh em nhé. Đấy, phần sơn si nó khá là ok. Đấy, những tay khóa được mạ chrome. Đấy, hai cụm đèn phanh này là khá là đều nhau. Đấy, đây là chiếc Innova G xịn sản xuất 2007, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Và sau đây mình sẽ đi vào phần gầm cho anh em xem. Vâng, đây là phần gầm của chiếc xe. Gầm bệ thì chắc lịch anh em nhé. Đấy, không hề mục mọt. Chiếc Innova này máy 2.0, 100 cây nó ăn tầm độ 8 lít xăng. Đấy, đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ của mình ở Quán Toan, Hải Phòng anh em nhé. Anh em nào đúng chân con này thì hãy alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Đấy, đây là chiếc Innova G xịn 2 dàn điều hòa. Đây một dàn. Đấy. Đây dàn đây nữa. Đấy, anh em xem cảm nhận. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa. Đấy, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa. Đằng sau bên phụ. Đây là phần âm thanh. Đấy, đây là phần hốc bản lề. Đấy, anh em xem cảm nhận. Đây là phần ghế da đằng sau. Đấy, dựng lên thì đựng được rất nhiều đồ anh em nhé. Rất rộng rãi. Đấy, hai dàn điều hòa. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Rất sạch sẽ sáng bóng anh em nhé. Hai đèn trần. Đấy, đây là phần cốp bít của chiếc xe. Để cam kết với anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Đây là phần cốp xe. Đấy, tuy rằng sản xuất 2007 nhưng mà nó không taxi, không dịch vụ thì xe khá là đẹp anh em nhé. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa. Đằng trước bên phụ. Tay khóa được mạ chrome. Nhìn rất sáng bóng, sạch sẽ anh em nhé. Đây, chỉ zin nguyên theo nhà máy sản xuất này. Táp lô táp ly cánh cửa. Hốc bản lề. Bật lên xuống. Ghế da rất sáng bóng, sạch sẽ. Phần táp lô. Alo. Dạ vâng. Dạ. Gì anh?
kìa. Dạ. Thế á? Ừ. Ta đập vào mặt mày giờ. Con vay ớt á. Ừ. Thôi cứ để mãi mai kia được nhé. Ừ. Thôi để anh quay lốt xong tí rồi anh ra nhé. Ừ. Ừ. Ừ rồi rồi ok nhé. Ừ. Đấy, nội thất của xe rất tươi anh em nhé. Vô lăng 4 chấu. Đấy, và sau đây đây, dàn bốn lốp của nó đây. Bốn bánh na răng đúc. Đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa đằng sau bên lái. Đấy, rất sáng bóng sạch sẽ anh em nhé. Chiếc xe này không taxi, không dịch vụ. Mình cam kết với anh em là chiếc xe không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Đây là phần cột, phần kèo. Đấy, chiếc xe vừa mới về cửa hàng, mình muốn quay luôn cho anh em được xem. Anh em nào đúng chân con này thì alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Đấy, đây là phần bảng tổng của gương kính chỉnh điện và âm thanh. Đấy, hốc bản lề, phần bô lăng. Đấy, bô lăng còn rất đẹp anh em nhé. Đấy, cái xe này tư nhân nên là tuy rằng sản xuất 2007 nhưng nó rất còn rất đẹp anh em nhé. Tại vì người ta không chạy taxi, không chạy dịch vụ nên nó còn đẹp. Chắn nắng hai bên đầy đủ đồ. Đấy, đã tích hợp camera hành trình. Đấy. Màn hình. Và sau đây mình sẽ nổ máy lên cho anh em xem. Vâng, máy đã nổ anh em nhé. Đấy. Máy nổ rất êm. Điều hòa thì cực mát luôn. Mát rất sâu. Đấy, điều hòa mát lạnh luôn. Đấy. Đấy, camera hành trình. Âm thanh vũ trường. Đấy. Đây là phần gương chiếu hậu. Đây là hộp đựng kính. Đấy. Đèn tràn hai bên. Đấy. Mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đấy. Chắn nắng. Đây hộp đựng đồ. Bô lăng. Đây phần bô lăng. Quả số. Phanh tay này. Đây, đây là bệ thì tay này. Đây, phun nước cạn mưa. Xi nhan hai bên. Đấy, cảnh báo nguy hiểm. Đấy, anh em xem cảm nhận. Đấy, anh em là đúng chân con này, mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy. Đấy, gia đình đâu mà chạy dịch vụ cũng được. Đấy. Đấy, kính lên xuống rất chân chu. Đấy, gương kính chỉnh điện. Và sau đây mình sẽ đi vào phần khoang máy cho anh em xem.
Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova G xịn anh em nhé. Sản xuất 2007. Bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G tư nhân, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Máy rất khô ráo sạch sẽ. Đấy, dây qua loa đang chạy. Máy nổ rất êm. Đấy, gió. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường. Đây là cụm phanh ABS này. Đấy, đây là phần tổng quan khoang máy anh em nhé. Máy nổ rất êm luôn. Đấy, máy không rung lắc, không rỉ rầu. Rất khô ráo sạch sẽ luôn. Anh em xem cảm nhận. Đây là phần nắp capo của chiếc xe. Đây, nắp capo của chiếc xe. Máy nổ êm như hít hít luôn. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 9 năm 2019 anh em nhé. Đấy, đăng kiểm còn rất dài. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở Quán Toan, Hải Phòng. Vừa quay xong một chiếc Toyota Innova G xịn sản xuất 2007, không taxi, dịch vụ. Bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng. Anh em là đúng chân con này thì alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.